Xin chào tất cả quý vị, hôm nay Thế Nghĩa sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị ba siêu phẩm nằm trên mặt tiền đường Chế Lăng Viên. Và tất cả ba sản phẩm này đều sở hữu từ hai mặt tiền trở lên, trong đó có một sản phẩm lên đến tận ba mặt tiền. Và diện tích của ba sản phẩm này tối thiểu phải từ 300m² trở lên. Và nói về một chút về đường Chế Lăng Viên thì đây là điểm bắt đầu của đường Chế Lăng Viên, là giao lộ Chế Lăng Viên và Bà Huyện Thanh Quang. 10 năm về trước thì đường Chế Lăng Viên là nơi mà sở hữu nhiều biệt thự bậc nhất ở khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn này. Đây là nơi mà gần như các chị có thể thấy là những cái biệt thự mà những người nước ngoài sinh sống thì đều tập trung ở khu vực này. Và theo thời gian thì đến một thời gian hiện nay thì theo cái xu thế của việc kinh doanh bây giờ thì đường này bắt đầu có xuất hiện những cái apartment kinh doanh để nó phù hợp với xu hướng hiện tại. Và sản phẩm hôm nay Thế Nghĩa sẽ giới thiệu anh chị cùng xem trên bản đồ chúng ta có những sản phẩm nào nhé. Cùng bắt đầu thôi. Đây là sản phẩm có địa thế gần như đắc địa nhất trong các sản phẩm mà Thế Nghĩa sẽ giới thiệu đến các anh chị ngày hôm nay, sở hữu không chỉ hai mà đến ba mặt tiền. Đầu tiên các anh chị có thể thấy hiện trạng chúng ta có hai mặt tiền là đường Chế Lăng Viên và đường Trần Văn Dư. Từ vị trí này các anh chị sẽ đến rất gần khu vực biển Mỹ Khê theo trục đường Trần Văn Dư. Và mặt tiền đường Chế Lăng Viên chúng ta có chiều ngang lên đến hơn 15m. Còn mặt tiền đường Trần Văn Dư với chiều dài mặt tiền đường Trần Văn Dư lên đến hơn 41m các anh chị ạ. Và ngoài ra chúng ta còn sở hữu một mặt tiền kiệt ở đằng sau nữa. Và điểm đặc biệt ở đây, đối với diện tích của sản phẩm này là 704m² và sẽ có hai sổ đỏ với hai diện tích cũng như thành hai lô khác nhau. Nếu các anh chị muốn sở hữu tổng lô 704m² với giá trị là 90 triệu trên 1m² cũng được, nhưng nếu các anh chị chỉ có nhu cầu về một sản phẩm thì chủ nhân vẫn bán lẻ một lô mặt tiền trước này hoặc là lô thứ hai cũng sở hữu hai mặt tiền, tuy nhiên đó là một mặt tiền kiệt và một mặt tiền đường Trần Văn Dư riêng. Và các anh chị sẽ thấy sản phẩm như thế nào ạ? Hãy xem những sản phẩm tiếp theo với Thế Nghĩa nhé. Hai sản phẩm tiếp theo Thế Nghĩa giới thiệu sẽ nằm liền kề nhau và ngay tại khúc một cái ngã cua vòng cung của đường Chế Lăng Viên thì chúng ta có hai sản phẩm nằm ngay tại vị trí này. Sản phẩm bên tay trái của Thế Nghĩa đây với diện tích là 465m², trong đó thì chúng ta sẽ có 300m² là đất ở và 165m² còn lại là đất khuôn viên trồng cây, với giá trị hiện tại đang rẻ nhất tại trục đường này. Mặc dù có địa thế hai mặt tiền, tuy nhiên với giá trị rất là rẻ là 48 triệu trên 1m². Và đây là sản phẩm theo hướng Tây của Thế Nghĩa. Hiện trạng thì chúng ta đang có một cái nhà cấp 4 thôi. Tuy nhiên với những cái cây ăn trái ở đây thì Thế Nghĩa nghĩ là cũng sẽ có được một cái sự thích thú từ các anh chị quan tâm. Và phía bên tay phải Thế Nghĩa đây là sản phẩm rộng 714m². Đối với sản phẩm này cũng sở hữu vị trí hai mặt tiền. Con đường này sẽ đi đến đường Trần Văn Dư, đi đến khu vực chợ Bắc Mỹ An rất là gần. Và sản phẩm này thì có giá trị là 60 triệu trên 1m². Các anh chị có thấy hiện trạng thì bên này nhìn sẽ chỉnh chu hơn một tí khi chúng ta có bờ rào và phía trong cũng là một căn nhà cấp 4 nằm ngay tại khúc cua. Và tại vị trí này chúng ta sẽ khá là gần đường Hồ Xuân Hương để đi xuống khu vực biển Mỹ Khê rất là gần. Sản phẩm cuối cùng trong video này cũng là sản phẩm với vị trí gần đường Hồ Xuân Hương nhất. Sau lưng Thế Nghĩa đây cách tầm cỡ 35m đến 40m thôi thì ra ngay khu vực đường Hồ Xuân Hương để có thể kết nối về trung tâm thành phố hoặc là đi xuống biển. Đây cũng là một sản phẩm sở hữu hai mặt tiền với tổng diện tích là 322m², với mặt tiền ngang là hơn 13m. Như hiện trạng các anh chị có thể thấy chúng ta đang có một căn nhà villa mini nhỏ có các khoảng sân vườn rất đẹp ở trong. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có một đường kiệt đủ rộng tầm cỡ 4m đi thẳng xuống ra khu vực phía Võ Nguyên Giáp với địa thế rất là đẹp. Và với giá trị 32 tỷ, đây là giá trị của sản phẩm này. Và các anh chị thấy sao?
Trong những sản phẩm vừa rồi Thiên Nghĩa giới thiệu thì các anh chị có thấy được những sản phẩm nào phù hợp với mình, có thể liên hệ với Thiên Nghĩa theo số hotline được hiển thị bên dưới phần màn hình để cùng có những thông tin chi tiết hơn, hoặc là có một cái buổi hẹn để xem trực tiếp sản phẩm này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.